Hi, xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã đến với chương trình của mình. Và như tiêu đề các bạn đã thấy thì hôm nay chúng ta sẽ tiến hành thử một cái loại bánh trung thu mà nó sao ta, ăn bánh trung thu nhưng mà không mặn, tại vì trong thành phần của bánh là sẽ có whey này và sẽ cắt giảm tối đa cái lượng tinh bột trong một cái bánh hay có. Thật ra là hôm nay trời mưa rất là to luôn á. Nếu như mà các bạn muốn biết là mưa trôi cả bầu trời nắng là thế nào thì cứ lên Đà Lạt những ngày này đi, các bạn sẽ thấy luôn á. Trời đang nắng tự nhiên cái mưa nó ao xuống một cái như vậy nè, xong không thấy gì luôn. Nên là nhiều khi các bạn sẽ nghe thấy cái tiếng mưa nó ngoài kia thì các bạn thông cảm cho mình nha. Mình rất là mong á là cái video này có thể tới được trước trung thu để các bạn có thể xem được là cái bánh nó như thế nào. Nhưng mà cái video này lên lúc mà gần trung thu rồi á thì mình cũng mong là các bạn xem xong rồi qua trung thu mình cũng có thể ăn được đúng không? Tại vì mình nghĩ là như bánh tét vậy đó. Bánh tét á thì dịp Tết mọi người mới gói, nhưng mà qua Tết á thì mình ăn mình mới thấy nó ngon. Thì mình gọi là bánh trung thu cũng vậy, mình ăn bánh trung thu trước mà sau trung thu nó sẽ ngon hơn là những ngày trung thu á. Là bánh này mình mới nhận hồi sáng nay thôi, mình đặt mấy ngày nhưng mà bánh mới nhận hồi sáng đây. Thì nó hơi thất vọng một tí, tại vì mình không có thấy hộp hay là gì hết, mình chỉ nhận hai cái bánh. Nó còn đơn giản như thế này, các bạn có thể thấy không? Giá của nó là 80.000 một cái bánh như thế này nè các bạn. Thì theo cái thông tin của shop á, bánh trung thu healthy thành phần cải tiến thì bánh này sẽ dùng cho những chế độ ăn kiêng như là DASH, Keto, Low Carb, Eat Clean. Đó là theo quảng cáo của shop thôi. Thì tới lúc mà mình thấy á, bây giờ mất bánh trung thu nhiều là nhiều. Và sau cái video lần trước á, thì mình vẫn chưa có thả cái cân thì bánh trung thu của mình để mình quyết định là tìm cái bánh gì đó nó lạ một chút, nó healthy một chút để chúng ta có thể ăn mà không sợ tăng cân cho lắm, đúng không? Nên là mình đã tìm được cái bánh này ở trên Shopee. Mình đặt hai vị đó là gà quay trứng muối và thập cẩm hạt chia. Bởi vì mình thích trứng muối hạt chia thì mình ít sử dụng, nên là mình nghe thấy cái tên á, mình thấy nó lạ lạ nên là mình xem luôn. Mình quyết định là đặt hai vị đó. Thì theo thông tin của shop, các bạn có thể thấy là cái bánh như vậy rồi. Nó không có cái thành phần hay là hàm lượng dinh dưỡng gì hết. Nói chung là lúc mà mình order thì mình nghĩ là nó sẽ được cẩn thận hơn như thế này. Nhưng mà thôi, giờ có bao nhiêu thì mình quay bấy nhiêu thôi. Thì trong một cái bánh thập cẩm gà quay trứng muối sẽ có 310 calorie. Trong đó sẽ có 7,5g net carb, 15g protein và 24g fat. Trong một cái thập cẩm hạt chia trứng muối thì sẽ có 265 calorie, vậy là hạt chia là ít hơn, 6g carb, 11g protein và 21g fat. Thì một cái bánh này kho trọng lượng của nó là 125g. Nhìn xem qua bình luận của cái shop này thì chúng ta sẽ có là bánh khô ít ngọt, thơm, nhiều vỏ. Ở shop này thì có nhiều cái bình luận 5 sao hơn, đó là gói hàng xinh, bánh ngon nhân thơm, không nghĩ là bánh ăn kiêng, giao hàng nhanh. Ăn thử bánh có vị ngọt nhẹ siêu ngon, cũng cái tôn khô và cứng mà cũng ngon. Mình nói sơ sơ một chút, có thể là các bạn những cái ý này các bạn đã biết rồi, nhưng mà cái tô thì mọi người sẽ không có dùng bột mì, thay vào đó đa số bánh mọi người sẽ thay bằng bột hạnh nhân, nên là cái bánh nó sẽ không có được nở và không có được xốp như là cái bột mì bình thường mình sử dụng đâu. Không bắt các bạn phải chờ lâu nữa thì chúng ta sẽ thử luôn nghe, tại vì cái bánh thì đơn giản, nó chỉ có như vậy thôi nè. 80.000 cho một em mà sao mình cảm thấy cái vỏ nó, các bạn có cảm giác là cái vỏ nó hơi cũ á. Lột ra thì cái bánh nó thế này, bánh nó cũng không có vị, không ghi cái vị gì luôn, nó chỉ ghi cái hai chữ đó là chữ trung thu như thế này. Còn trên cái bánh nó cũng không có chú thích là bánh gì, nhưng mình đặt một cái chi và một cái gà quay nên mình nghĩ là cái màu đậm đậm này sẽ là gà quay nè, cái này là hạt chi. Nói chung là bánh nó khá thơm đó các bạn, thì lúc mà mình mua về đó thì mình đã có những con mèo ở đây để test nó rồi. Nó vừa thấy bánh một cái thơm 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 là nó chạy vô nó cắn vào, nó cắn nó xé luôn. Thì đây là hai cái bánh của chúng ta. Trong này sẽ có một cái gói gọi là gói hút ẩm. Hai cái bánh của mình đây nha. Thì cái này các bạn có thể thấy là nó vàng hơn một chút và nó có hình như là cái bướm hay là cái bông, những con bướm. Bánh này thì khá bình thường. Mình sẽ cắt bánh ra luôn nha. Mọi người có thấy cái con dao này nó quen thuộc, nó là cái nhân đó không? Cái lúc cắt là mình cảm thấy cái bánh này nó hơi khô. Nói chung là bởi vì một cái bánh ăn kiêng nên là mình cũng không thể nào mong là nó quá dày được, hay là nó quá mềm xốp như là những cái bánh tinh bột bình thường. Thì đặc tính là ăn kiêng là cái bột của nó thay bằng bột mì á. Sẽ cắt hai cái luôn để chúng ta có sự so sánh rõ ràng.
của cái bánh này nè. Bánh haki này nó cứng lắm các bạn, cứng. Đó, mình sẽ. Nhưng mình có hạnh nhân này. Cái mùi, mùi hạnh nhân đặc trưng của mấy cái bánh mà Trung Thu thập cảnh á. Còn cái này có trứng muối nè. Kè qua trứng muối, mùi trứng thơm. Mình sẽ lấy nét hai cái bánh cho các bạn xem. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái bánh gà qua trứng muối và một cái bánh thập cẩm hạt chi. Đây, mèo của mình nó đang vớ lên nó đòi ăn này. Các bạn nó cái miệng tham ăn kinh khủng luôn. Ở đây các bạn có thể thấy là cái vỏ của nó hơi dày một chút so với những cái bánh trung thu bình thường trên thị trường hai bên này. Nhưng mà mình nghĩ là bởi vì cái bánh nó không có cái độ chắc chắn nhất định như là cái bột mì á, nên là mình phải làm vỏ dày một chút, nó không là nó sẽ bị nứt ra. Bây giờ mình sẽ tiến hành thử luôn nha. Bánh này nó cái vỏ nó khá cứng nên là lúc mà các bạn cắt á, các bạn có thể thấy mình phải dùng lực một chút thì nó mới ra. Các bạn có thể thấy được cái bánh ở đây nó cứng lắm các bạn, cứng. Thôi mình thử luôn nên mình không bẻ ra được tại vì nó cái vỏ nó cứng quá. Mình nghĩ là cái bánh này mình phải cho vào cái sóng quay lại á thì nó mới mềm. Bột này là bột hạnh nhân, thơm thơm mùi dừa. Cái vỏ rất là cứng mà nó kiểu nó bở ra trong miệng mình luôn á. Nó không có bột mì. Cái vỏ của nó lạ lắm, kiểu nó cứng, nó bở bở ra, nó không có cái độ kết dính lại hết. Nếu như mà mình ăn bột mì quen rồi á thì mình ăn cái này mình sẽ cảm thấy nó hơi khó ăn một chút á. Còn nếu như mà các bạn ăn quen với những cái chế độ đặc biệt là keto á, keto thì đa số mọi người sẽ thay những cái bột mì để làm bánh hàng ngày bằng bột hạnh nhân này nè, thì các bạn ăn sẽ thấy quen hơn. Nhưng mà cứng thật sự, để mình thử cái nhân. Trong này có hạt, hạt gọi là hạt hạt xanh xanh này là hạt hạt bí, hạt nhân, hạt kia. Mình đưa bẫy đây xin ăn các bạn. Mình thấy cái nhân thập cẩm này nè, giống là thập cẩm chay á, cái này giống đậu xanh. Mọi người có thể thấy một chút. Nó ăn nó không có một tí vị gì là có thịt. Thật ra bánh trung thu á thì ngon đúng không, nhưng mà mọi người đều sợ tại vì bánh trung thu thì cái lượng calo của nó rất là nhiều. Còn nếu ăn cái này thì các bạn có thể kiểm soát được cái lượng calo tại vì nó cũng ít, thành phần của nó không có tinh bột và nó đã bớt được một lượng calo khá nhiều rồi. Khô, cảm giác nó rất là khô. À, hôm qua là sẽ thấy chán liền. Tại vì mình đã quen với những cái bánh trung thu mà cái vỏ nó mềm rồi, hoặc là nó giòn, vỏ này thật sự là khô. Thì shop thì các bạn có thể bỏ bánh này vào tủ lạnh, mình bảo quản được 2 tháng khi ăn thì mình bỏ lần đi sống quay lên. Tiếp theo thì mình sẽ thử qua cái bánh trứng muối nha. Rồi hết trứng muối không? Bánh này là một cái bánh mặn. Cái vỏ cũng khui kinh vậy luôn. Nhưng mà cái này không hiểu, chắc là ở trên có phết trứng á, nên là lúc nữa nó sẽ vàng như thế này hơn cái vỏ bên kia. Mình thử cái vỏ chứ. Cái vỏ bánh này nó có vẻ tanh hơn cái vỏ bánh chi hồi nãy. Tanh hơn một chút. Nghĩ là do có lòng đỏ không? Lòng trắng trứng á, trắng trứng cái vỏ này nó nhiều hơn nè, ăn nó có nhiều mùi trứng hơn mà nó hơi tanh một chút. Có lẽ là do bánh nguội với lại cái mình nói là cái bột hạnh nhân này nè. Khó khá cứng. Gà mình đặt bánh gà mà sáng nay không có gà á. Mình nghĩ là shop đã gia lộn cho mình cái loại thập cẩm trứng muối luôn rồi á, hơi buồn một chút. Tại vì mình thích ăn gà qua trứng muối, mình thích một cái bánh mặn. Còn cái bánh thập cẩm thì nó y kênh cái bánh thập cẩm hồi nãy mà nó chỉ thêm cái trứng muối thôi. Có thể là người ta đánh dấu những cái trứng muối bằng cách là sơn cho cái vỏ nó đậm hơn như thế này nè.
cái trứng muối của nó. Chắc một bánh này được một cái trứng muối á các bạn. Đây mình có một miếng này. Vậy mưa, mới hết mưa, vậy mưa luôn. Trứng muối này còn nguyên luôn. Nó không có đậm như vậy mình nghĩ. Nhưng mà những cái đồ ăn kiêng, đặc biệt là cái tô ấy, thì nó cũng không có, không có là sử dụng nhiều muối lắm. Nhưng mà mình vẫn mong là cái trứng muối này nó phải mặn hơn. Nó lạt quá. Ủa có không bạn? Nó không có lạt quá. Do lộn rồi. Nhưng mà mình lỡ ăn thì đâu có đổi hàng được. Có cái vỏ bánh. Cái vỏ bánh là ăn nó lạ lạ thôi. Khó ăn lắm. Nó kiểu nó rờ gạch mà nó khô mà. Mình đã quen với bột mì rồi á. Khô quá. Uống nước nào. Chứ là những các bạn ăn cái này thôi, thôi uống nước vô là được một bữa no nê luôn. Có một cái sự thật ai cũng biết đó là khi mà bình thường mình ăn cái chế độ mà trong bột với đường quen rồi á, sao mà đổi qua ăn những cái bột khác, ví dụ như là bột hạnh nhân hoặc là dạ lứt yến mạch, thì mình sẽ cảm thấy rất là khó ăn và rất là khó thay đổi cái chế độ ăn đó. Nhưng mà nếu như mình đã quen rồi thì mình ăn mình sẽ thấy nó ngon và sức khỏe của mình nó sẽ được cải thiện hơn, cân nặng cũng vậy. Thì cái bánh thì cái vỏ của nó đúng là bột hạnh nhân, cái nhân á thì nó giam kiêng á nên là cái vị nó cũng khá là nhạt, nó không có đậm đà như là cái bánh mà thập cẩm bình thường mình hay ăn đâu. Kể cả trứng muối nó cũng nhạt nữa, bởi vì mình order những cái bánh mà healthy để giảm cân nên là mình không có quyền yêu cầu quá nhiều đúng không. Nhưng mà mình nghĩ là nếu như các bạn muốn thử á thì cứ thử thôi, tại vì cái này là một cái bánh đáng thử để mình có thể giảm cân. Và khi mà mình vừa muốn ăn bánh trung thu, vừa muốn nạp ít calo, muốn duy trì cân nặng không tăng cân do ăn bánh trung thu quá nhiều á thì cũng được. Đó, một cái bánh như vậy 80.000 thì các bạn có thể tìm thấy hoàn toàn ở trên Shopee. Cũng không biết nói gì nữa. Nếu như mà các bạn mà mới bước đầu tiên ăn keto hay gì đó mà muốn thử những cái bánh đó, thì cũng có thể thử cái bánh này để biết là cái vị hạnh nhân nó thật sự là hơi khó ăn một tí. Không biết có giống như hoa mà mình ăn nó có một tí vị dừa, mà nó hơi có cái vị nhẫn nhẫn đắng đắng, có nhẫn nhẫn một tí, có thể là do bột. Tại mình thường ăn một mì đúng không? Trong năm nay thì mình đã cố gắng mang đến 2 cái video mới 3 cái bánh trung thu. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Cái bột mà ăn nó dính răng lắm các bạn, nó khô á. Dính. Và nhớ cái chuông nghe, tại vì mình sẽ ra video mới vào mỗi tuần. Và tạm biệt các bạn.